Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, The một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot for Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Họ có đang nhớ đến bạn hay không? Họ đang nghĩ gì? Và đây những trà bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1. Tụ 2. Và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi họ có đang nhớ đến bạn hay không. Và họ đang nghĩ gì và đang dựng ra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Ở đây mình thấy các bạn tuổi 1 là những người có thể dạo gần đây các bạn đang ở trong cái trạng thái nghỉ ngơi Hoặc là các bạn cảm thấy mỗi mệt các bạn rất là cần một cái phút giây thư giãn nào đó Hoặc là có thể các bạn đang có sự đắn đo do dự giữa những cái quyết định Hoặc là các bạn có thể là đang bị vướng mắc một cái điều gì đó trong cuộc sống của mình ừ. là Bạn hy vọng có thể mọi thứ nó sẽ được gọi là giải quyết hoặc có những cái giải pháp rõ ràng hơn cho những cái vấn đề tình huống hiện tại một số bạn ở đây có thể là bạn là một người rất là yêu thương gia đình, cha mẹ là những người sống rất là ngay thẳng, rất là mạnh mẽ, kiên cường và quyết đoán, dứt khoát. Và có thể các bạn đang trong cái giai đoạn bước vào cái thời điểm trở thành người làm chủ cuộc sống của mình, có những quyết định riêng của mình và không có để bản thân của mình bị dao động bởi những cái tiêu cực trong cuộc sống nữa. Bạn rất là thích làm từ thiện, thích giúp đỡ mọi người, Đặc biệt bạn rất là thích uh, trẻ em ha, và trẻ em cũng rất là thích các bạn. Một số bạn ở đây có thể là cha hoặc mẹ đơn thân, các bạn có nhiều cái trách nhiệm trong cuộc sống phải thực hiện. Và các bạn rất là quan tâm đến uh, con cái của mình. Ừ. À, ở đây mình thấy các bạn đang ở trong cái trạng thái bị uh, túng thiếu tiền bạc hoặc là có những cái trên vơn gì đó. Hoặc là đang bị bệnh ha, hoặc là đang cảm thấy lạnh lẽo cô đơn và giá lạnh. Uh, ngoài ra có một số bạn có thể là bạn uh, giống như kiểu thích ở một mình nhiều hơn ha? muốn uh, suy nghĩ về mọi thứ muốn nhìn nhận mọi thứ ở nhiều góc độ khác nhau muốn được yên thân uh, hoặc là đang có sự do dự giữa hai điều uh, trăn trở nào đó có thể là một cái việc gọi là uh, ở hay đi hoặc là có nên hay không có nên bước tiếp hay không vân v có rất là nhiều điều khiến bạn cảm thấy uh, hơi uh, ngần ngừ và có sự lo lắng hoặc là một vài bạn có thể là đang bị bệnh cho nên chỉ muốn có thời gian để an dưỡng thôi chứ không có muốn gọi là bị vấn đề tiêu cực bên ngoài nó quấy rối ừ. rồi để mình xem người họ là ai có một số bạn ở đây có thể bạn đã chia tay ngắt kết nối với người yêu rồi cho nên các bạn đang ở trong cái trạng thái rất là lưỡng lự ừ. không biết là kết quả hoặc không biết là tiếp tới thì mọi thứ nó sẽ diễn tiến như thế nào đi xem người họ là ai đây mình thấy đối tượng của bạn người này là một người họ biết học hỏi họ những cái điều mới ha, tuy nhiên có thể người này có vẻ họ hơi bị con nít một chút kiểu như là họ có thể là hơi nóng tính, uhm. người này có thể họ cũng đang ở trong cái trạng thái thay đổi cuộc sống của mình và trở nên trưởng thành hơn, à, đây là một cái đối tượng mà họ có sự lý trí, họ khôn ngoan, họ chính trực, họ ngay thẳng, họ có trách nhiệm và họ rất là chung thủy trong tình yêu Ừ, mình thấy người này họ đang có những cái hồi ức những kỷ niệm gì đó trong quá khứ ủ về hoặc họ là một người cũng rất là thích trẻ em người này họ cũng là một đứa con ngoan ha, cũng là một người hiếu thảo à, và trong cuộc sống họ cũng trải qua rất là nhiều những giai đoạn thăng trầm khó khăn hoặc là thử thách ừ, nhưng họ cũng cố gắng vượt qua ở đây mình thấy có thể một số bạn các bạn chia tay á, ngắt kết nối có thể là các bạn có những cái sự tranh cãi, mâu thuẫn gì đó khá là nhiều. Ừ. Nhưng mà khi mà các bạn gọi là hiểu nhau, các bạn ở gần nhau, các bạn cảm thấy rất là hạnh phúc. Đấy là như vậy. Thì có khoảng uh, 60% một số bạn xem cho bài này là những bạn ngắt kết nối chia tay đó. Thấy cái tình trạng chia tay rất là đông nha. Rồi để mình xem đó với những bạn mang năng lượng... Uh, Nữ xem cho bài thì họ có đang nhớ đến bạn hay không? Rồi à, họ đang nghĩ gì? À, và các bạn nữ xem cho bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn, mang năng lượng nam xem cho bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha. Họ có đang nghĩ đến bạn hay không? Rồi kết nối năng lượng các bạn mang năng lượng nữ xem trao bài, cái đối tượng của bạn có nghĩ đến bạn hay không? Có nhớ đến bạn vào lúc này hay không? Ở đây mình thấy là có khoảng 10% một số bạn á, là các bạn đang nhớ đến một đối tượng nào đó mà đã kết hôn, đã có người yêu mới rồi thì chắc chắn là họ không có còn nhớ đến bạn đâu mà họ chỉ toàn gọi là tổn thương thôi Cho nên mình thấy dường như cái người này họ đã thực sự quyết tâm rời đi và đã có một cái giai đoạn ở tình yêu hạnh phúc và sắp tới sẽ tiến đến hôn nhân Cho nên là bạn đừng mong chờ, ha đừng hy, đừng hy vọng, đừng kỳ vọng vào những người họ đã chọn cho mình một lối đi riêng rồi tập trung vào bản thân chữa lành bản thân của mình và tập trung cho mình những cái sự phát triển trong sự nghiệp à, tập trung vào sự nghiệp trước đi đừng vội vàng yêu đương gì cả khi mà bạn cảm thấy mình đã chữa lành xong rồi thì hãy mở lòng ha. còn nếu chưa thì hãy cứ tập trung vào cuộc sống và nhận ra những bài học trong tình yêu từ đó mình có thể khắc phục trưởng thành hơn ừ. thì à, mình thấy à, 10% phần một số bạn là như vậy nha rồi những bạn nào mà đang yêu nhau á thì à, Ừ, họ có đang nhớ đến bạn hay không Mình thấy là có nha Cái người này với bạn có thể là Có một cái điều gì đó Một số bạn đang yêu nhau Dường như các bạn có một cái điều gì đó khác biệt Hoặc là có cái điều gì đó Mà có thể là hơi mâu thuẫn gì đó một chút ừ, Hoặc là cái người này họ đang cảm thấy khá là cô đơn ừ, Họ rất là nhớ đến các bạn Họ rất là yêu các bạn Thậm chí có khả năng nhớ Mà kiểu như là um, Có một cái sự nỗi nhớ tận cùng Và đôi khi cảm thấy khá là buồn đó à, Có thể một số bạn quan xa, yêu xa ừ. quen nhau qua mạng chẳng hạn vân vân và chưa có gặp mặt được nhau thì uh, hoặc là mới gần đây thì có thể năng hai người có một cái điều gì đó hơi uh, uh, mâu thuẫn nhưng mà vẫn còn kết nối ha kiểu vậy nhưng mà họ có nhớ bạn hay không là có họ yêu bạn rất là nhiều họ nhớ đến những giây phút hai bạn có sự hẹn hò ngọt ngào nồng ấm uh, lãng mạn nói chung đây là một cái uh, trả bài liên quan đến vấn đề họ yêu bạn cực kỳ nhiều đắm đuối mãnh liệt si mê và thậm chí họ muốn tiến đến hôn nhân các bạn xây dựng gia đình với các bạn nha ừ. ở đây thì có những bạn mà ngắt kết nối chia tay hoặc cái người này họ có nghĩ đến bạn hay không có nhớ đến bạn hay không mình thấy là cũng có ừ. nhưng mà họ cảm thấy cái tình yêu này quá đau đớn bạn có quá nhiều nỗi sợ có thể các bạn đã quy tội cái người này phản bội bạn hay gì đó còn những bạn nào mà đối tượng bạn đã phản bội bạn rồi thì không cần phải nhắc tới để phản bội thì, thì mình thấy họ không có còn nhớ nhung gì hết đó ha ừ. họ có rất là nhiều người để họ theo đuổi mà cho nên họ không có để ý đến các bạn nữa đâu đừng có quan tâm đến những cái người không tốt với mình. Mình thấy những bạn mà ngắt cái nói chia tay về cái sự hiểu lầm cái người này họ có nhớ bạn hay không? Họ nhớ có cái sự nhức nhối, tổn thương, họ buồn bã và mình thấy có thể cái người này họ đã từng có những cái dự định yêu nhau rồi hẹn hò gặp gỡ rồi tiến đến hôn nhân. Họ nghĩ là cái câu chuyện nó suôn sẻ. Nhưng mà cuối cùng các bạn lại có những nỗi sợ hay bạn lại có những cái sự gọi là họ thì bận rộn mệt mỏi với công việc đuối sức. Còn bạn thì có thể bạn hai bạn có thể là yêu xa cho nên có rất là nhiều vấn đề nó xảy ra. Các bạn nữ ở đây thì có thể các bạn cảm thấy lo lắng phiền muộn bởi vì có thể bạn à, bạn nghĩ rằng cái người này có nhiều người thích ha. Và có thể là không có tầm việc mà có một sự tán tỉnh người khác, có một cái mối quan hệ ngoài luồng nào đó chẳng hạn cho nên là cái mối quan hệ này các bạn có sự tranh cãi cãi vã to lớn và cái người này mình thấy dường như là thực sự họ có nhớ đến các bạn cái giây phút mà các bạn hạnh phúc với nhau nhưng mà họ cảm thấy rất là đau ừ. Và họ sợ ha cái tình yêu này có sự kết thúc và khiến họ cảm thấy rất là sập đổ rất là tan nát thì cái người này họ họ dù có thể nhớ đến bạn nhưng mà dường như không còn muốn tương tác không còn muốn kết nối bởi vì mình thấy hai bạn có thể là chặn nhau rồi thậm chí người này có thể họ cũng có sự theo dõi từ xa nhưng mà họ cảm thấy bạn là một người lặp đi lặp lại cái vấn đề hiểu lầm này hoài mãi nghĩ sai về họ nghĩ không tốt về họ trong khi họ làm việc rất là nhiều họ rất là mỏi mệt họ căng thẳng và họ cần một cái người biết yêu thương biết quan tâm biết đồng hành với họ luôn nghĩ điều tốt đẹp với họ chứ không phải là luôn đa nghi nghi ngờ à, cho nên là mình thấy hiện tại cái người này họ chưa có muốn Hàng gắn hay chữa lành gì cả ừ. họ chỉ cả em thấy tiếc núi thôi tiếc cho cái mối tình này thôi ừ. và họ cảm thấy buồn bã bởi vì có thể hai người cũng yêu nhau nhưng mà cuối cùng bạn lại không có tin tưởng à, bạn lại đa nghi nghi ngờ ha bạn không có sự trân trọng cái tình cảm của họ cho nên điều này mình thấy dường như là cái nguy cơ cao là kết thúc luôn Rồi à, để mình xem có với những bạn nam xem trả bài thì um, họ có đang nhớ đến bạn hay không? ở đây những bạn nào gọi là yêu nhau thì họ có đang nhớ đến bạn hay không là chắc chắn là có rồi cái người này mình thấy họ có sự đầu tư rất là nhiều thời gian công sức tình cảm cho mối quan hệ này ừ. và họ cũng rất là sợ cái tình yêu này nó sẽ có một cái sự kết thúc giữa chừng á người này mình thấy có thể họ biết rằng cái câu chuyện tình yêu này nó mỏi mỏi mệt ha nhưng mà họ cũng cố gắng cùng với bạn đi tiến đến cái bước lâu dài lâu bền và người này họ muốn tiến hôn nhân với các bạn muốn kết hôn với nhau ừ. họ biết bạn có nhiều việc phải làm Yeah, rất là căng thẳng ừ. và ngoài ra thì mình thấy có thể là họ cảm thấy dạo gần đây á người này họ cảm thấy hơi bị trống trải lạnh lẽo và cô đơn cảm thấy um, uh, khó chịu ha đôi khi cảm thấy hơi bị khó chịu bởi vì bạn không có quan tâm họ nhiều lúc trước bạn quan tâm đến công việc nhiều hơn thậm chí bạn có sự sao nhãn và có đôi khi có những cái sự hơi bị vô tâm hoặc là ít trò chuyện với họ đó ừ. nên người này mình thấy um, cái công việc họ thấy cái công việc tài chính ảnh hưởng đến tình yêu này khá là nhiều nhưng mà họ rất là nhớ các bạn ừ. nỗi nhớ nỗi buồn da giết ở đây à, những bạn yêu nhau thì thấy như vậy còn bạn nào mà ngắt kết nói chia tay họ có nhớ bạn hay không có ha à, nhớ nhưng mà buồn ha bởi vì đã đánh mất rồi và hơi tiếc nuối về quá khứ và ừ. cảm thấy có một cái sự đấu tranh tâm lý rất là nhiều hoặc là cảm thấy khó chịu Cảm thấy bối rối, bức, bức bối ở trong lòng à, Và có thể cái người này họ đang cảm thấy gồng gánh rất là nhiều điều, nhiều thứ, nhiều việc Cảm thấy rất là nặng nề trong trong tình yêu này lẫn trong cuộc sống của họ Khoảng uhm. 40% là cái người này họ rất là mong muốn là sẽ có một cái sự hàn gắn và trở, trở thành Hoặc là có sự kết nối quay trở về họ có sự rất là hy vọng rằng bạn sẽ cố gắng hết sức mình Mà sẽ kiên nhẫn với họ thêm một lần nữa kiên trì thêm một lần nữa thì lần này có thể là sẽ tiến đến hôn nhân rõ ràng à, bởi vì có thể họ đã có một sự cố gắng thay đổi như vậy uhm, uhm, bây giờ chia tay họ mới thấy họ đã mới cảm nhận mà bạn đã làm rất là nhiều điều cho họ à, bạn đã chịu đựng rất là nhiều điều bạn đã đầu tư như thế nào cảm thấy tiếc nuối vô cùng kiểu vậy nhưng bạn đã kết nối chia tay thì 40% là mong sao ha mong sao là các bạn vẫn có thể kết nối lại họ nghi họ nghĩ vậy ừ. à, họ thấy có hơi khó nhưng mà có thể vẫn hơi có một cái điều gì đó hơi kỳ vọng à, còn ở đây có một số bạn mà các bạn nghĩ đến một cái đối tượng nào đó họ đã kết hôn rồi thì họ có nhớ đến bạn hay không thì mình thấy là À, không ha, công việc của họ, cuộc sống của họ đang rất là bề bộn Có rất là nhiều việc phải làm Cũng phải à, đang cất nhà hay gì đó Đang rất là bận rộn, lo lắng vấn đề tài chính Cho nên là họ không có còn nhớ tình xưa đâu Người này đã kết hôn rồi hoặc sẽ dứt khoát à, Buông bỏ và quên đi ở đây những bạn yêu nhau cái người này họ suy nghĩ bạn là người sống cổ điển hay là một người rất là thông thái thông minh nhạy bén là một người sống tình cảm nhân ái à, và là một người trẻ trung và năng động ha, kỹ vậy à, ở đây thì nói chung họ nghĩ bạn là người biết có tầm nhìn xa họ cảm thấy bạn cũng là một người rất là đáng tin cậy an toàn nhưng mà cái người này họ đâu đó hy vọng rằng bạn sẽ giải quyết xong mọi việc hoặc là À, bạn có những vấn đề gì đó sẽ um, có giải pháp ha? và hai bạn sẽ uh, lên kế hoạch cho một cái uh, giai đoạn uh, tiến tới hơn trong tình yêu và họ rất là mong muốn hy vọng là bạn sẽ hành động như là cầu hôn họ nè ừ. hoặc trai cho họ cái tình cảm nó ngọt ngào hơn đừng có một cái sự gọi là ở yên tại chỗ nữa ừ. những bạn yêu nhau thấy như vậy những bạn nào mà ngắt kết nói chia tay thì có thể là cái người này mình thấy uhm người này mình thấy dường như là họ cũng có rất là nhiều người theo đuổi ha ờ, nhưng mà đâu đó thì họ vẫn vẫn nghĩ đến các bạn vẫn nhớ đến các bạn họ chưa thể quên được các bạn ừ. mặc dù có thể họ cũng có nói chuyện với những người khác đó nhưng mà mình thấy dường như họ còn hướng về các bạn vẫn còn theo dõi đâu đó xem bạn có thắp nến đi về tìm họ hay không ừ thì mình thấy người này họ cân bằng và họ chưa có vội vàng nhảy vào yêu với người khác mà họ mới tìm hiểu thôi họ còn cho bạn một cơ hội ha để có thể làm lại nếu như bạn có thể hành động bạn có thể nhắn tin họ đang chờ đợi tin tức tin nhắn từ các bạn đâu đó họ vẫn còn mong là bạn sẽ ngọt ngào trở lại họ nhìn ra cái điểm sáng trong mối quan hệ này hoặc là suy nghĩ cẩn thận hơn và nhìn ra được cái um, điều tốt đẹp ở họ và có sự gọi là Nào, quay về trở về với nhau ừ. à ở đây mình thấy một cái lời khuyên dành cho các bạn ha, những bạn yêu nhau thì các bạn nữ đặc biệt các bạn nữ cần lời khuyên còn các bạn nam thì mình thấy là các bạn nam thì mình thấy là có thể là bạn ấy cũng đã lên kế hoạch hết rồi nhưng mà đang gọi là chập vật với công việc cố gắng giải quyết xong có tiền có bạn họ bạn nam thì muốn cho các bạn mang năng lượng nữ này một cái cuộc sống gia đình giàu có hạnh phúc viên mãn và xinh đẹp và mong muốn người yêu của mình tập trung vào công việc và ngày càng rực rỡ hơn tự tin hơn còn các bạn mang năng lượng nữ ở đây lời khuyên dành cho các bạn đó là bạn cứ tự tin đừng có lo lắng gì cả cứ tập trung vào công việc của mình cuộc sống của mình rồi kiên nhẫn và kiên trì ha các bạn sẽ hái quả ngọt thôi cái tình yêu này có thể nếu như các bạn cứ gọi là tiếp tục theo cái hướng tốt đẹp tích cực nhất thì tình yêu này có khả năng sẽ đơm hoa kết trái tiến đến hôn nhân còn nếu như các bạn cứ gọi là lo lắng nghi ngờ bất an các bạn có khả năng sẽ thu hút những cái tiêu cực những cái lo lắng của bạn nó đến nó có sự gọi là ứng nghiệm đó còn những bạn nào cái nói chia tay thì các bạn à, hãy tập trung vào bản thân của mình à tập trung vào cuộc sống của mình tập trung vào tài chính của mình tiền bạc của mình trước à, bạn cũng sẽ tiến ích hôn nhân ha. và cái người mà họ xứng đáng với bạn chính là cái người sẽ cùng bạn đồng hành và có một cái tình cảm lâu dài bền chắc người cũ hay người mới à, thì mình thấy chưa biết là người cũ hay người mới nhưng mà mình thấy dường như à, cái tình trạng người cũ khó lắm ha cho nên là các bạn nữ nên tập trung vào làm đẹp đi và công việc của mình sự nghiệp của mình đi bởi vì tương lai các bạn rất là rực rỡ rất là giàu và có chồng có con có nhà có cửa có cơ ngơi vững chắc an toàn và có sự chung thủy với nhau ừ. bạn sẽ thu hút được một cái đối tượng như ước muốn của các bạn ừ. cho nên đừng tiêu cực ha đừng buồn bã ha thua keo này ta bày keo khác ha. không người này cũng có người khác tới thôi Bởi vì cái người yêu bạn thật lòng á, người yêu bạn thực sự thì dù như thế nào thì cũng sẽ có một cái sự gọi là bị níu kéo hoặc là kiểu như là vẫn còn tình cảm thì họ sẽ quay về ha. Nếu như người ta không dành cho bạn thì họ sẽ không thể chiến thắng được cái bản ngã cái tôi của mình. với trường hợp các bạn đã làm hết sức rồi nhưng mà vẫn không thể níu kéo được thì tốt nhất hãy buông, ha, buông xả và tập trung vào chính mình thì nó sẽ tốt hơn còn các bạn nam ở đây nếu như bạn thấy đối tượng này là một cái người mà tốt đẹp chỉ là có những cái điều gì đó không tốt như là mâu thuẫn hoặc là nghi ngờ thì các bạn có thể giải quyết những nghi ngờ, các bạn có thể nói thỏa thuận với nhau cho nhau một lần một cơ hội nữa ha. thỏa thuận xong rồi nếu mà hai người vẫn hiểu nhau vẫn có thể gọi là bạn thấy người này họ có sự thay đổi thì có thể hai bạn sẽ tiến đến hôn nhân còn nếu như các bạn nghĩ rằng ở ừ, cái người này không thay đổi được hoặc các bạn lại có thêm nhiều cái sự mâu thuẫn tranh cãi nữa thì uh, đã đến lúc các bạn kết thúc ừ. nhưng mà mình thấy có rất là ít những cái người nam sẽ quay trở về nha hầu như không thấy luôn đó cung hoàng đào nói bật cho các bạn ấy là của bạn của người đó bò cạp Bạch Dương Kim Ngưu Thiên bình, nhân mã, song ngư, chữ cái trong tên, chữ bờ Bởi vì có thể người nam còn yêu nhưng mà lại sợ đau khổ, lại sợ mắc kẹt, lại sợ bị nghi ngờ nữa ha? Cứ lập đi lặp lại cái dòng tuần hoàng đó hoài cho nên là thôi, bạn ấy cắt đứt luôn Uh, bờ giờ hoặc đờ có thể là hai bạn mà ngắt cái nó chia tay ở đây đến với nhau để dạy cho nhau bài học đó e để kìm nén cái sự kìm hãm cái sự nóng tính của mình hoặc là biết suy nghĩ hơn trong tình yêu uh, chữ, C, chữ h chữ s m cho nên trong cái câu chuyện tình cảm này mình thấy các bạn cẩn thận trong ngôn cờ từ cẩn thận trước khi mình nói uh, mình uh, trình bày để tránh gọi là hiểu lầm uống lửa bảy lần trước khi nói À, tìm ra nguyên nhân lý do rồi hãy kết tội còn nếu không có nguyên nhân lý do gì hết bạn kết tội có khả năng là sẽ xảy ra cái sự tranh cãi lớn đó f y dài l rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn Hi, xin chào các bạn tụ 2 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 Để xem coi họ có đang nhớ đến bạn hay không Họ đang nghĩ cái gì Và đây những tra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chia nhận những thông tin nào có liên kết với bạn ơi nha Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 bạn tụ hai là những người rất là lý trí, rất là quyết đoán, rất là dứt khoát, rất là đàng hoàng, tử tế, rất là thẳng thắn, sòng phẳng. Ha. Không thích nợ nần ai mà cũng không có thích nhùng nhằn. Nếu như mà gọi là không yên một ai đó là bạn sẽ cắt đứt luôn. Ha. Chứ bạn không muốn, muốn mất thời gian với người đó. Ví dụ như vậy. Mình thấy hiện tại có thể bạn đang có một sự tập trung hơn vào những điều bạn muốn. Đó là tiền, bạc, tài chính. Bạn có khả năng cũng rất là muốn có sự gọi là thu hút nhiều cơ hội phát triển hơn nữa một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn đang cân bằng tài chính của mình. Ừ. bạn là một người cũng khá là vui vẻ hài hước hớm hỉnh các bạn rất là thích cây cối hoa lá cây cành đó. À, ở đây mình thấy dường như các bạn đang lên kế hoạch gì đó cho tương lai cho cuộc sống các bạn đang có rất là nhiều hướng đi nhiều sự lựa chọn và các bạn đang xem mình nên lựa chọn như thế nào. Ừ. mình nên đi con đường ra sao. các bạn rất là hy vọng mình sẽ có một cái tình yêu đẹp ngọt ngào ha chân thành. Ừ ở đây mình thấy có thể bạn cũng được rất là nhiều người yêu thích hoặc là trong tình yêu thì nói chung là các bạn là những người sòng phẳng những người gọi là chính trực những người thực tế ha, nhưng trong tình yêu thì cũng có sự đượm nồng ngọt ngào với người yêu của mình và các bạn rất là chung thủy một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn là những người có nhẹ có cái sự nhạy bén trong kinh doanh làm ăn hoặc là bạn rất là có có cái năng khiếu hoặc là có cái sở thích liên quan đến bất động sản liên quan đến đất đai rồi đó hoặc là liên quan đến vàng bạc À, một số bạn ở đây thì mình thấy các bạn rất là thích làm từ thiện ừ. à, có thể một số bạn các bạn là những người chia sẻ lời khuyên chia sẻ kiến thức hoặc là chia sẻ uh, tiền bạc ha, trong khả năng các bạn cho những cái người khốn khó cơ cực hoặc là trong tình yêu các bạn thường hay có những cái vấn đề mất cân bằng giữa sự cho đi và nhận lại đó trong chuyện tình cảm mà khi mà các bạn có được cái sự cân bằng á, thì tình yêu của bạn nó sẽ tốt đẹp ừ. Rồi để mình xem họ là ai. đối tượng của bạn đây là một người họ lý trí, họ sáng suốt, họ nhanh nhẹn, họ năng động, họ tự tin và cái người này hơi nóng tính một chút. Người này thì nói chung là họ cũng có cái sự thu hút đối với người khác ha và ngoài ra thì họ cũng có trực giác khá là cao. Họ giỏi ăn nói đó nhảy nhạy bén và có rất là nhiều những ý tưởng sáng tạo và cái người này họ sống thiên về cảm xúc, thiên về tình cảm là nhiều ừ người này họ rất là thích hoa sen họ rất là thích chim bồ câu họ thích một cuộc sống bình yên họ muốn thích nhiều cái sự vấp váp ha, cải cọ và người này có rất là nhiều việc phải làm họ rất là bận rộn luôn họ gánh vác nhiều thứ nhiều việc trong mình ừ. thậm chí có cả những việc của người khác nữa người này á, mình thấy có thể họ cũng có những cái vấn đề liên quan đến đau lưng đau xương khớp rồi đó ừ. Rồi để mình xem coi đối với những bạn mang năng lượng nữ xem tra bài thì họ có đang nhớ đến bạn hay không và họ đang nghĩ gì thì các bạn nữ xem trả bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem trả bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha họ có đang nghĩ đến bạn hay không ở đây những bạn nào mà yêu nhau thì mình thấy là có ha họ có nghĩ đến bạn nhưng mà dường như hiện tại người này quá bận rộn, hay họ có những công việc về gia đình nè, ở gia đình họ có những cái vấn đề gì đó nè, ừ. Ừ. những vấn đề gì đó kiểu như là mất mát chẳng hạn hoặc là trong công việc á, hoặc là người này hiện tại họ đang dự tiệc hội nghị gì đó khá là nhiều hoặc là có rất là nhiều những cái sự cạnh tranh trong công việc ừ có cái sự theo đuổi nhiều cái ý tưởng, nhiều kế hoạch, nhiều cái đam mê gì đó của họ. họ đang tập trung vào công việc nhiều hơn là bạn. họ rất là mỏi mệt kiểu như là đuối sức luôn á ha. họ có quá nhiều thứ phải lo lắng trong thời điểm này. À, để hỏi họ có nhớ đến bạn hay không là mình thấy có nhưng mà họ họ có thể đặt bạn ở trong cái vị trí là gia đình á kiểu vậy ừ, kiểu như là cái người này họ sẽ họ biết rằng bạn là cái người gia đình của họ rồi nên họ họ có khả năng là không có sợ mất mà họ sẽ để sang một bên để họ có thể dồn tâm trí của mình vào công việc vào những gì mà đang gọi là ảnh hưởng đến sự nghiệp hoặc đến cuộc sống của họ. Ừ. Những bạn mà yêu nhau mà thấy như vậy ha. Còn những bạn nào mà đang quen một ai đó mới mới Toanh chưa có bước vào tình yêu thì à, cái người này mình thấy họ cũng còn quen nhiều người lắm ha họ cũng tìm hiểu nhiều người nhiều đối tượng họ còn nhiều sự lựa chọn cho nên là họ chưa có gọi là à, xem bạn là cái người duy nhất mà họ sẽ đi đến lâu bền đâu họ chưa tính đến cái câu chuyện nghiêm túc đâu ừ. họ còn xem xét rồi hai người có hợp nhau hay không à, rồi để xem coi có sự gọi là tranh cãi mâu thuẫn gì hay không Ừ, họ có khả năng một mình Họ mà tìm hiểu nhiều đối tượng chứ không phải mình bạn Cho nên là bạn đừng kỳ vọng quá nhiều Hãy cho bản thân của mình không gian nghỉ ngơi chơi, Và đừng có uh, Vội vàng yêu cái người này Thì mình thấy là như vậy Còn những bạn nào mà ngắt kích nó chia tay Họ có đang nhớ đến bạn hay không Hầu như Để mình xem coi ở đây thì những bạn kết nối chia tay thì có thể hai bạn đã kết thúc rồi nhưng mà cái người này họ có nhớ nhớ đến bạn nhưng mà họ có một cái sự đấu tranh rất là nhiều họ có thể dùng công việc ha để quên đi bạn hoặc là đốt và đốt thời gian của mình với những người bạn ha hoặc là gia gia đình à, họ cố gắng quên các bạn nhưng mà đâu đó trong lòng họ vẫn còn nghĩ nhớ đến các bạn À, thì mình thấy khoảng 50% là những bạn kết nói chia tay cái người này họ còn nghĩ Bởi vì họ còn cảm xúc, họ còn tình cảm Nhưng mà họ lại không muốn thừa nhận cái điều đó ha. Hoặc là có thể xung quanh cuộc sống của họ có quá nhiều người tác động gia đình, bạn bè rồi đó Cho nên là những bạn kết nói chia tay cái người này Mình thấy dường như họ cũng có sự tìm hiểu những người khác nữa Và họ ngăn chặn không cho bản thân mình nhớ đến bạn Họ muốn kết thúc hoàn toàn nhưng mà con tim thì nó lại đói khác <laughs> à, có thể họ cũng nhớ đó họ họ có khả năng cũng tìm hiểu nhiều đối tượng nhưng mà cuối cùng là lại thấy có um, ai phù hợp hết và họ muốn trao cái ly tình cảm cho các bạn nhiều hơn họ họ kiểu như là cảm xúc của họ dành cho bạn nhiều hơn họ thấy bạn là người đặc biệt hơn là một người lý trí khôn ngoan chính trực sòng phẳng thẳng thắn đâu đâu đó, đó đàng hoàng à, họ dành tình cảm cho bạn nhiều hơn so với những người mà họ tìm kiếm À, hiện tại cái người này họ đang tập trung vào công việc của mình tài chính của mình và họ cảm thấy bạn cũng là một người rất là chăm chỉ và kiên nhẫn dù chia tay nhưng bạn vẫn à, đầy cái sức mạnh kiên cường để bạn có thể tập trung vào cuộc sống chứ bạn không có dễ dàng bị à, ngã quỵ ha ừ. người này có thể họ đang nghĩ rằng ừ có thể là bạn cũng đang có một ai đó khác bạn đang yêu một ai đó à, khác họ có thể là giàu hơn họ ha vân vân ừ thế là họ nghĩ rằng bạn cũng đã bắt đầu một cái tình yêu mới rồi bởi vì bạn có thể là một người không có chịu được sự cô đơn <laughs> bạn có rất là nhiều sự lựa chọn ở đây có khoảng 10% phần trăm cái người này vẫn còn muốn kết nối làm mới lại cái tình yêu này mười phần trăm thôi không có nhiều tại vì đôi khi họ nghĩ là bạn đã có ai đó rồi cho nên là họ có một cái sự gọi là ừ trao tình cảm cho bạn trong qua những giấc mơ thôi chứ thực sự là để nói có một sự uh, quay trở về với bạn thì mình chưa thấy mình chỉ thấy bạn có sự ngóng trong và kỳ vọng vào cái kết nối này hoặc là bạn có sự theo dõi họ từ xa xem có động tĩnh gì hay không thôi và đôi khi họ cũng tự hỏi không biết bạn có còn uh, nghe ngóng gì họ hay không có còn quan tâm đến họ hay không Ừ. À, mình thấy thì có thể là cái người này họ chia tay các bạn một phần nữa là họ muốn cho bạn tìm được cái người bạn muốn có thể là họ nghĩ rằng cái tình yêu họ dành cho bạn bạn cảm thấy chưa đủ ha bạn cảm thấy không cần thiết hoặc là bạn không có bạn quá lý trí cho nên là bạn à, họ nghĩ rằng bạn không có trân trọng tình cảm của họ ừ. cho nên họ cho bạn tự quyền lựa chọn họ chia tay họ rời đi với bạn có thể chọn cái người bạn muốn có thể hai người đã có những mâu thuẫn tranh cãi gì đó cũng khá là nhiều những bạn ấy cái nói chia tay như vậy nha ừ. những bạn nào mà gọi là yêu nhau thì mình thấy cái người này họ nhớ các bạn rất là nhiều họ dành tình cảm cho các bạn nhưng mà có thể một số bạn yêu xa quen xa cho nên là uh, chưa cảm nhận được ừ. người này họ xem bạn là ánh sáng hay là người tích cực người đem đến cho họ cái niềm vui sự lạc quan phấn chấn uh, và họ hy vọng rằng bạn có một cái sự chung thủy với họ Người ừ, này thì mình thấy họ rất là muốn kiếm thật là nhiều tiền Xong họ sẽ cho bạn cái cảm giác hạnh phúc Ngọt ngào ha Như một đứa trẻ vậy đó Họ muốn có khả năng muốn tặng quà Hoặc là hẹn hò với bạn nhiều hơn Đem đến sự ấm áp cho các bạn Hoặc là có khả năng còn có một cái sự hỗ trợ tài chính cho các bạn nữa Mình thấy là như vậy uhm. À, À, còn những người mà trên tình bạn dưới tình yêu đó, thì mình thấy có thể cái người này cũng có tình cảm với các bạn uhm, và thấy bạn là cái người đặc biệt nhất so với những người họ đang tìm hiểu à, nhưng mà thấy bạn hơi lý trí chút họ cần ở bạn có sự nhẹ nhàng và sống tình cảm hơn ừ. cởi mở hơn và ở đây mình thấy uh, có thể cái người này họ có một cái sự cũng uh, hướng về các bạn là nhiều đó ừ. cũng muốn xây dựng tình cảm ha, nhưng mà để từ từ À, xem ra sao nhưng mà cái người này có thể họ vẫn có khả năng là cũng đang nói chuyện với nhiều người để um, chọn lựa chọn lọc đó và bạn cũng có quyền ha Tại vì các bạn cũng chưa là gì của nhau các bạn có quyền tìm hiểu nhiều người xem ai là người phù hợp chứ đừng có gọi là chưa có sự chính thức gì cả mà cứ gọi là trong mong cái đối tượng này bạn có quyền tự do của bạn khi bạn cảm thấy ai phù hợp thì bạn hãy cho cơ hội, còn thấy không phù hợp thì bạn có quyền đẩy đi. Ừ. Rồi để mình xem đối với những bạn nam sang trả bài thì họ có đang nhớ đến bạn hay không. Ở đây những bạn nào mà yêu nhau thì rất chắc chắn là họ nhớ rồi họ xem bạn là báo vật ha có khả năng họ có lưu hình ảnh của bạn và mỗi ngày đều lấy ra xem đó uhm, họ có nhớ bạn hay không nhớ và có thể họ cũng mong rằng bạn sức khỏe bạn tốt nè ha, hoặc là họ cũng rất là muốn ở cạnh bên bạn chia sẻ quan tâm yêu thương hoặc là họ cũng đang trong cái quá trình chữa lành sức khỏe hoặc là tinh thần gì đó của họ đó uhm, hoặc là các bạn có thể là người này họ rất là muốn uh, kề da sát cánh các bạn họ nhớ bạn vô cùng Uh, nhiều đêm mất ngủ trằn trọc về tình yêu này và có thể họ đang chờ đợi tin nhắn tin tức hoặc là đang chờ đợi một cái sự gặp gỡ một cái chuyến đi uh, với nhau ừ. hoặc là bạn về thăm họ nếu như hai bạn yêu xa gì đó ở đây đó là như vậy Điều này rất là muốn mọi thứ nó sẽ chuyển động nhanh sẽ bạn sẽ hành động nhiều hơn sẽ chủ động nhiều hơn chứ đừng có ở yên tại chỗ nữa họ rất là hy vọng bạn sẽ lên kế hoạch và thực hiện ngay và luôn mọi thứ mà bạn đã hứa với họ đó Ừ người này họ có sự đánh giá cao về các bạn họ cảm thấy bạn là người năng động nhiệt tình sôi nổi là một người rất là chuyên cần chăm chỉ à, và họ yêu bạn rất là nhiều ừ. à, họ cảm thấy rất là nhiều cái cảm xúc mãnh liệt mạnh mẽ đối với bạn và người này mình thấy họ xem bạn là thế giới là tất cả ha, hoặc là một cái người tình yêu mang đến cho họ cái sự may mắn là họ cảm thấy rất là may mắn khi gặp được các bạn ừ. bạn cho họ cái giá trị về tinh thần lẫn về cảm xúc cho nên họ cảm thấy vô cùng gọi là ừ. tuyệt vời họ rất là muốn hái quả ngọt trong cái tình yêu này ừ. Rồi họ thấy bạn cũng là một người rất là mạnh mẽ và chủ động trong chuyện tình ái ừ. ở đây những bạn nào mà ngắt kết nói chia tay thì họ có đang nhớ bạn hay không mình thấy Người này có thể họ đang chú trọng vào vấn đề kiếm tiền ha, Tập trung vào tài chính Nỗ lực hết sức mình Rồi chăm sóc cho sức khỏe của mình Cuộc sống của mình Lên những kế hoạch cho tương lai của mình Bề ngoài mọi người thấy cái người này là không có nhớ đến bạn Nhưng mà vào ban đêm Vào lúc mà ngủ Thức khuya Người này hay có chứng thức khuya Hoặc là nhớ về những ký ức cũ Những gì hai bạn đã gây gây gỗ với nhau Và họ cảm thấy tiếc Họ cảm thấy hối hận Và họ không có ngủ được và họ đang chờ đợi một cái tin tức tin nhắn rồi các bạn thậm chí có thể có một số bạn cái người này họ đã nhắn tin rồi mà không thấy hồi âm ha họ cảm thấy bạn đã quay lưng rồi à, họ cảm thấy buồn khi mà hai người đã chia xa à, người này thì mình thấy có thể là họ đâu đó vẫn còn muốn cho nhau một cơ hội nữa nếu như bạn nhanh chóng trả lời tin nhắn hoặc bạn nhắn tin cho họ là họ nghĩ rằng họ sẽ thay đổi bản thân ha. thực tế hơn trưởng thành hơn cân bằng hơn và sẽ vì cái tương lai mối quan hệ này sẽ cố gắng cùng nhau bởi vì à, mình thấy có thể là bạn mang cái nguồn năng lượng chữa lành cao hoặc là họ rất là muốn cái tình yêu này à, khi mà hai bạn kết hợp lại với nhau hai bạn sẽ chữa lành cho nhau kiểu vậy uhm, Điều này mình thấy khi mà xa bạn là họ đã nhận ra rất là nhiều điều đó, đã thay đổi ha. họ cảm thấy bạn là cái người mà định mở đem tới Họ cảm thấy may mắn khi mà đã quen được bạn à, Và họ có sự nhìn nhận ha, Những gì đã qua và tha lỗi cho bản thân Cũng như tha thứ cho bạn Họ biết là bạn đang tập trung vào công việc Nhưng mà đôi khi họ nghĩ Không biết bạn có chủ động quay về à, Bởi vì họ còn rất là nhiều Những cảm xúc đặc biệt ha còn Họ cảm thấy bạn rất là vững chắc Xa rồi mới cảm thấy bạn là Cái người đàng hoàng nhất So với những người mà họ đã gặp trước đây À, kiểu um, bạn cũng là một người đam mê về tình ái nhưng mà bạn là một người biết suy nghĩ ha bạn biết gọi là uh, cân bằng à. và bạn cũng là một người đem đến cho họ cảm giác cân bằng cảm giác an toàn Ừ chứ bạn không có lợi dụng họ ừ. à, thì mình thấy là như vậy còn những người khác có thể đến với họ chỉ vì những cái mục đích à, đen tối thôi ừ. cho nên là cái người này họ đang dần nhận ra được cái giá trị của bạn nhưng mà đã cảm thấy rất là tiếc nuối bởi vì đã quá muộn rồi đâu đó người này họ đang có xu theo dòng họ đang kỳ vọng họ đang hy vọng đâu đó bạn có thể sẽ quay trở về nhưng mà họ cũng đang tự hỏi có thể bạn cũng đã có người yêu mới cho nên bạn cứ im lặng hoài, im lặng mãi ừ, bây giờ cái người này họ đành phải buông xuôi thôi ha. họ đành phải gọi là xuôi theo dòng thôi ừ, họ cũng chẳng biết ra sao như là đành phải xuôi theo dòng ừ, họ có sự nhận thức uh, tỉnh táo hơn trong mối quan hệ này có thể họ nghĩ rằng ở ừ, cái mối quan hệ này đến giúp cho họ có sự sáng mắt ra giúp cho họ tỉnh trí lại và biết cư xử đúng đắn trong tình yêu tình cảm họ biết quý trọng người yêu và không có sự gọi là nghi ngờ quá đáng ha kiểu vậy thì mình thấy những bạn cái nói chia tay là có khoảng 40% là cái người này họ vẫn còn nhớ đến các bạn ừ. còn khoảng 60% những người khác có thể là uh, những trường hợp các bạn đã có người yêu mới hoặc là đã có đối tượng mới ừ. hoặc là đã có chồng các hoặc là đã có chồng rồi ha nhưng mà bạn vẫn nhớ xem người này có nhớ bạn hay không ừ. thì những cái trường hợp đó cái người đó đã có đối tượng mới thì không ha À, chỉ trừ có một số trường hợp là cái người này họ quen có đối tượng mới nhưng mà cũng chia tay chia tay rồi có sự gọi là nhớ về các bạn và hối hối tiếc ha thấy hối tiếc bởi vì như mình nói khả năng những người khác đến với họ không phải là lý do về tình yêu mà lý do về tình ái là nhiều cho nên họ mới cảm thấy quý các bạn là như vậy Ở đây mình thấy có một số bạn mà các cái nó chia tay tạm thời các bạn không còn có được tình cảm thì tốt nhất các bạn nên cho bản thân mình yên thân ha. Đừng vội vàng yêu đương gì cả, cứ tập trung vào tài chính tương lai sự nghiệp của mình. Bởi vì bạn càng tập trung vào tương lai thì tiền bạc của bạn nó đến với bạn khá là nhiều, đặc biệt các bạn nữ. Còn các bạn nam thì được khuyến khích là nếu như bạn còn yêu đối tượng các bạn thì hãy cho nhau một cơ hội để gắn kết trở lại để xây dựng ha nếu như người này họ có thể là thay đổi được thì có khả năng tình yêu này sẽ có sự bền vững lâu bền bởi vì họ đã thay đổi và họ có khả năng cũng đã nhận ra rất là nhiều điều tốt về các bạn rồi và ngoài ra ở đây thì mình thấy những bạn yêu nhau thì mình thấy có thể là các bạn nam là cái người phải nên hành động chủ động để cho người yêu biết rõ ừ bạn muốn gì trong mối quan hệ này bạn sẽ um, uh, lên kế hoạch ra sao ha? rồi chứng tỏ tình yêu tình cảm cho người yêu của mình có sự an tâm uh, thì cái tình yêu này sẽ rất là bền không có gì gọi là uh, khó khăn cả chỉ là các bạn nên thổ lộ nên chia sẻ nhiều hơn ha? để hai bên hiểu nhau nhiều hơn thì sẽ tốt hơn bởi vì cái người mang năng lượng nữ ở đây hay lo lắng hay nghĩ ngợi hay mất cân bằng hoặc là lo sợ về tương lai thì rất là cần một cái sự trấn an từ các bạn đó những bạn yêu nhau thấy như vậy và những bạn nữ mà ngắt cái nói chia tay rồi và không còn không còn cơ hội nữa chắc chắn là không còn cơ hội nữa nè kiểu như các bạn đã chặn nhau rồi và các bạn không còn tương tác gì đó thì mình thấy các bạn còn nhớ người này thì tốt nhất bạn nên đừng có nên có yêu ai cả hãy tập trung vào công việc chữa lành trước đã và buông bỏ từ từ ha rồi hãy kết nối với người khác nếu không thì có thể các bạn sẽ lặp lại cái vấn đề cũ hoặc là bạn có sự so sánh giữa cái người cũ với người mới và bạn khó yêu lắm hoặc là thậm chí một số bạn vội vàng yêu để cho ai đó có thể khỏa lấp tâm hồn của bạn nhưng mà cuối cùng cái người này họ lại đến họ lợi dụng tình cảm của bạn cho nên các bạn đừng vội vàng ha khi bước vào yêu đối với những bạn mà đang đọc đang gọi là kiểu cái nó chia tay rồi đó đặc biệt các bạn nữ đó Cung hoàng đạo nổi bật Bạch Dương, Thiên Bình, Market, Bò Cạp, Kim Ngưu, Sử Nữ, Chữ Cá Trong Tên, Chữ K, Chữ Bờ, Chữ Giờ hoặc Đờ, Chữ Khuya, Chữ E, A, y dài và f rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn hai xin chào các bạn tụ 3 à, bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 để xem coi họ có đang nhớ đến bạn hay không và đang nghĩ gì và đang nhận ra bài chung hay nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chuyên nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 Các bạn tụ 3 là những người sống rất là tình cảm ha. Một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn cũng rất là thích giúp đỡ mọi người, thích chia sẻ, thích hỗ trợ người khác. Một số bạn hiện tại có thể là các bạn đang khá là cô đơn, à, có thể bạn đang có một cái mối quan hệ yêu xa hoặc là vợ quần đây có thể hai bạn không có nhiều thời gian dành cho nhau. Hoặc là một vài bạn ở đây thì có thể là đang trong cái trạng thái ngắt kết nối, ừ. xây hàng rào với nhau rồi. ha, Có khoảng à, khá là nhiều bạn là đang trong cái trạng thái cô đơn à, chia tay cái kết nối khoảng 40% ừ. Một số bạn thì có thể là do có khoảng cách à, Hoặc là do công việc nhiều quá Cho nên là tình cảm các bạn có thể lúc trước rất là mặn nồng Nhưng mà bây giờ dường như nó có vẻ hơi xám xịt chút ừ. Ở đây mình thấy có thể là các bạn cần phải có một cái sự điềm tĩnh ừ. Giai đoạn này không nên nóng tính Ha, nóng tính thì rất là dễ gây cháy nhà <laughs> ở đây hoặc là có một số bạn ở đây là mình thấy các bạn sử dụng củi lửa cẩn thận nha để tránh quả hoạn hoặc là bạn nên uống nước nhiều để giữ cho mình cái tâm bình khí hòa một số bạn ở đây đã ngắt kết nối chia ta là do các bạn có những mâu thuẫn những tranh cãi vô cùng nảy lửa ha, và khiến cho mối quan hệ này nó có sự gọi là tan vỡ uhm, kết thúc một cách bất ngờ và có thể cái kết thúc bất ngờ này giúp cho các bạn có được cái sự gọi là suy nghĩ trở lại, tỉnh táo trở lại và có sự gọi là ngộ ra những cái điều chân lý trong cái mối quan hệ này. Từ đó các bạn có sự trưởng thành hơn và biết suy nghĩ cũng như là thấu đáo hơn. Rồi để mình xem coi đối tượng của bạn là ai. Người này hiện tại có thể họ đang ở trong cái trạng thái muốn ở một mình nhiều hơn hoặc họ đang có sự đối mặt với những cái sự lựa chọn nào đó. đây là một người họ sống có nguyên tắc kỹ cương trật tự họ rất là yêu thương gia đình cha mẹ và có thể cái người này họ cũng uh, họ cũng là một người uh, có rất là nhiều sự lựa chọn trong tình yêu có rất là nhiều người khác giới thích họ ha ừ. người này có thể đã từng có tình yêu và cũng đã từng có sự chia tay hoặc là hiện tại cái người này họ đang có vấn đề về sức khỏe hoặc họ đang cảm thấy có một cái sự lạnh lẽo gì đó hoặc là có khả năng cái vấn đề tiền bạc của họ có sự xa xúc và họ đang cố gắng để có thể uh, giải quyết tốt mọi thứ hoặc là đang lên kế hoạch để thực hiện những cái dự án mới trong công việc của mình những hướng đi mới chẳng hạn uh, ở đây có một số bạn các bạn đang nghĩ đến một cái đối tượng nào đó đang có người yêu hoặc là đã có vợ có chồng rồi thì um, cái người này họ hoàn toàn không có nhớ đến các bạn đâu mình thấy họ cũng đang chật vật với cuộc sống tiền bạc ừ, cho nên họ không có còn nhớ người cũ mà họ đang gọi là tập trung hơn vào những cái dự định ước mơ khát khao của họ trong cuộc sống cho nên các bạn không có cần phải nhớ hoặc là để ý hoặc là suy nghĩ về họ nữa à, hãy tập trung vào việc của các bạn đi thu hút một cái người dành cho các bạn à, còn những cái người mà đã đi xa rồi và đã có đối tượng mới họ không có thuộc không có dành cho các bạn rồi để mình xem ừ, đó thì với những bạn mang năng lượng nữ xem tra bài thì họ có đang nhớ đến các bạn hay không mà họ nghĩ gì ha thì các bạn nữ xem trao bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem trao bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy Ở đây những bạn nào mà gọi là yêu nhau thì để hỏi họ có nhớ đến bạn hay không là mình thấy thể là họ đang có vấn đề về sức khỏe, họ đang chữa lành trước. Có nhớ, họ đang cố gắng cân bằng giữa nỗi nhớ và cân bằng giữa công việc của họ nha. Người này có thể họ vẫn có sự ngủ mơ hay các bạn hoặc là trần trọc đêm khuya về cái về cái tình yêu này. Hiện tại thì mình thấy đối với họ bây giờ họ sẽ tập trung vào tài chính trước, họ muốn thành công, họ muốn thắng lợi ha. Họ muốn giải quyết những cái khối mù mờ trong cái sự nghiệp của họ trước. Và ở đây mình thấy cái người này họ cũng hướng về các bạn. Cũng hy vọng cái tình yêu này có sự cân bằng ha. Nói chung cái người này họ cần có sự gọi là đảm bảo về sự nghiệp tài chính trước thì họ mới có thể yêu đương được, còn không thì họ rất là khó. Khó có thể gọi là toàn tâm toàn ý trong tình cảm. Ừ cơ này họ muốn thành công trong cuộc sống công việc của mình để họ có thể tiến đến bên các bạn những bạn này yêu nhau họ muốn đi du lịch hoặc họ muốn gặp 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 các bạn gần của các bạn à, mình thấy là như vậy người này trong lòng họ họ nghĩ bạn là người xinh đẹp quyến rũ tài năng giỏi giang thông minh sáng tạo nhiệt quyết à, và họ yêu bạn rất là nhiều yêu đậm sâu à, yêu đắm đuối mãnh liệt nhưng mà có thể là do cái vấn đề cơm áo gạo tiền <laughs> vấn đề công việc sự nghiệp nó có thể chèo kéo họ chứ thực sự trong lòng họ bạn là báo vật là cái điều tốt nhất ừ, nhưng mà họ còn phải có tiền có bạn mới có thể có được bạn kể vậy cái người này mình thấy dường như họ đánh giá bạn rất là cao họ nghĩ nếu như họ không có thành công trong sự nghiệp họ không có tiền thì họ khó có thể níu kéo níu giữ được các bạn họ rất là sợ các bạn họ sợ họ có sự gọi là sẽ tiếc nuối khi mà mất đi các bạn ha cho nên người này họ gồng gánh họ, họ cố gắng à, có một cái sự nghiệp vững chắc vừa có bạn vừa có tiền kể vậy họ yêu các bạn thật lòng và có thể họ cảm thấy bạn là người rất là xứng đáng bạn có rất là nhiều phẩm chất giống họ ha? hay thấy hai người rất là xứng đôi vừa lứa với nhau họ rất là muốn được yêu thương vuốt ve nâng niu các bạn và muốn được bạn trân trọng và tôn trọng à, những bạn yêu nhau thì như vậy còn những bạn nào mà ngắt cái nó chia tay thì cái người này họ có à, nhớ đến bạn hay không thì những cái trường hợp mà có người yêu mới hoặc là gia đình rồi mình đã loại trừ hết rồi thì trong cái trả bài này cái người này họ có nhớ đến bạn hay không là mình thấy là có ha họ đang cố gắng chữa lành cái vấn đề về tinh thần của mình họ có nhiều đêm mất ngủ trần trọc về cái tình yêu này khá là nhiều đó mặc dù có thể bề ngoài có vẻ rất là bình thản ha à, tập trung vào công việc rất là nhiệt quyết, năng nổ trong sự nghiệp nhưng mà đôi khi vào những cái đêm khuya à, không ngủ được và nhức nhói và buồn thương thậm chí có sự tiếc nuối hối hận gì đó ở đây nữa nè bởi vì có thể là trong cái mối quan hệ này Cái người này họ yêu các bạn à, Họ cảm thấy bạn rất là nóng bỏng, rất là xinh đẹp, quyến rũ và tài năng à, Và họ rất là trân trọng giá trị các bạn Nhưng mà có thể là cái mối quan hệ này có vấn đề là do có thể các bạn nghe lời người thứ ba Có khả năng là những cái người bên ngoài như là đồng nghiệp, bạn bè gì đó có sự gọi là tác động hay sao đó mà khiến cho các bạn mất cân bằng hoặc các bạn có sự lo lắng rồi gây mâu thuẫn với nhau nhưng mà trong lòng cái người này thì vẫn còn yêu vẫn còn nhớ ha và có thể chia tay là cái người họ chọn công việc ừ. họ chọn công việc họ chọn tương lai của họ bây giờ người này họ có sự tiếc nuối bởi vì có thể họ nhìn ngắm từ xa thấy bạn đang rất là xinh đẹp thật là có một cái cuộc sống tốt đẹp vững chắc hoặc là bạn ngày càng xinh hơn ngày càng quyến rũ hơn bạn sẽ bạn không có sự gọi đa, là đau buồn quá nhiều hoặc là bạn không có quá nhiều cái sự gọi là bị uh, uh, ngã quỵ ngã gục đó nên mình thấy có thể là họ cũng rất là ngưỡng mộ ha xem trọng các bạn nói chung là họ vẫn dành cho bạn những cái uh, suy nghĩ tốt đẹp tích cực ừ. và vẫn còn tình cảm rất là đông đầy nhưng mà lại có sự tiếc nuối vì đã chia tay rồi và có thể người này cũng đang tự hỏi liệu cái mối quan hệ này bạn đã có người mới hay chưa ừ, một số bạn có thể đã chặn nhau luôn rồi hoặc có thể họ nghĩ rằng ừ có thể là bạn đang yêu một ai đó giàu hơn thành công hơn họ ha vân vân người này á mình thấy có một số trường hợp là rất là muốn uh, hành động để quay trở về nhưng mà lại bị những cái suy nghĩ lo lắng nó nó lấn ác kiểu như muốn quay lại nhưng mà lại nghĩ rằng ừ có thể là bạn đã có người mới rồi hoặc là không biết bạn có còn chấp nhận hay không ừ. cho nên là có sự gọi là lưỡng lự ừ. và cứ ở trong cái trạng thái bị uh, khó chịu uh, khó ngủ ừ. không biết làm như thế nào cho nên là họ sẽ mình thấy cái người này có kinh hướng tập trung vào công việc. Họ chạy theo đồng tiền, họ chạy theo sự nghiệp. Rồi để mình xem đối với những bạn nào xem trai bài họ có còn đang nhớ đến bạn hay không. Bạn nào yêu nhau thì chắc chắn là như nhớ rồi bởi vì có thể người này họ cảm thấy rất là tự hào khi quan được bạn kiểu như là bạn rất là giỏi, có kiến thức, có sự thông thái, có sự học cao hiểu rộng. À, họ cảm thấy rất là may mắn khi gặp được bạn ừ, họ cảm thấy rất là tự hào khi mà có thể giới thiệu bạn với những người xung quanh à, và họ, trong lòng họ duy nhất có mình bạn mà thôi họ yêu bạn họ đắm say mãnh liệt trong cái tình yêu này và họ rất là hy vọng tình yêu này sẽ có sự may mắn là sẽ có sự gọi nâng cấp và thăng tiến ha bước lên một cái tầm cao mới bước đến cái giai đoạn um, cam kết ừ. và họ cũng rất là đam mê bạn trong chuyện uh, chăn gói ha có một vài bạn như vậy Người này mình thấy có thể là họ rất là muốn bạn hãy thực hiện cái kế hoạch đi ha Kế hoạch mà hai người đã giao kèo với nhau đó Và đôi khi họ nghĩ rằng ừ có thể là bạn cũng đã quên quên những lời hứa rồi Họ muốn bạn hãy thực hiện lời hứa à, Họ cảm thấy bạn là người có khả năng gọi là hô mưa gọi gió Khả năng rất là giỏi giang ừ, họ, Bây giờ họ cần cái sự cam kết, sự chủ động từ các bạn họ muốn bạn hãy gọi là thực hiện những cái điều mà bạn đã hứa hoặc là những kế hoạch mà hai bạn đã dự trù ừ. và ở đây họ cũng mong muốn là bạn sức khỏe tốt nha à, và kiên cường và có sự yêu thương là cái nơi tựa để là nơi để họ tựa vào những lúc mà họ cảm thấy yếu đuối nhất ừ. là cái nơi an toàn cho chính họ và cho và ở đây mình thấy dường như là cái người này họ rất là muốn gần gũi ha được ấm áp được ở bên bạn được hạnh phúc bên bạn ở đây nè bạn chính là cái con gấu này đó Trong lòng họ họ nghĩ vậy Bạn chính là con gấu của họ Là cái người bảo vệ an toàn cho họ Khiến cho họ cảm thấy hạnh phúc Trong tình yêu Và có thể cái người này Họ có sự tin tưởng các bạn khá là nhiều ở đây à, Những bạn yêu nhau thì như vậy Còn những bạn nào mà ngắt kết nói chia tay Thì mình thấy có thể là cái người này Họ có còn nhớ đến bạn hay không Thì mình thấy là có ha, Cũng có nhớ khả năng họ cũng muốn làm hòa đó Ừm uhm họ cũng 10% mà vẫn còn muốn cho nhau cơ hội khởi đầu mới ở đây và cái người này họ bây giờ họ có sự xui theo dòng thôi ha họ tập trung vào sự nghiệp tài chính của họ nhưng mà để họ nhớ hay không là nhớ và ngoài ra họ biết là cái mối quan hệ này đã kết thúc và có khả năng là bạn đã mạnh dạn ra đi rồi ha. bạn tập trung hơn vào sự nghiệp của bạn bạn đã quyết đoán đưa ra cái quyết định là rời bỏ quay lưng với họ ừ. Nhưng mà mình thấy cái người này họ vẫn nghĩ tốt về các bạn à, Bây giờ có thể họ cũng rất là hy vọng bạn sẽ khỏe hơn Hoặc là cuộc sống của bạn tốt ha Bạn làm tốt công việc của mình và thành công, thành tựu Và họ cũng đang nuôi dưỡng tinh thần của mình, sức sống của mình Để có thể vượt qua biến cố tình cảm này Người này mình thấy dường như họ đang dùng Mình thấy họ đang dùng luật hấp dẫn để thu hút lại bạn Khoảng 10% hoặc là 30% gì đó vẫn còn muốn thu hút ha thu hút bạn trở về nhưng mà cái người này à, mình thấy dường như là họ có sự gọi là không có ép buộc mọi thứ mà họ sẽ um, thu hút một cách tự nhiên thôi Còn nếu bạn có thể về được có thể là hai bạn vẫn còn duyên phận còn nếu bạn không về được thì họ đành xuôi theo dòng thôi và tập trung vào yêu bản thân mình ừ. nói là như vậy Những bạn nào mà yêu nhau trong thời điểm này là nên dùng tình cảm để đem đến cho nhau sức mạnh ha Quan tâm nhau, yêu thương nhau, trân trọng nhau Chứ đừng có một cái sự gọi là xa mặt cách lòng ừ. Thấy là như vậy cả bạn nam bạn nữ cần phải có một sự ngọt ngào và sang sẻ, chia sẻ với nhau Thì tình yêu này sẽ rất là dĩnh kết, đồng tâm sẽ rất là dưỡng bền Còn nếu không thì có thể một số bạn mà các bạn cứ gọi là buông bỏ tình cảm, các bạn không có quan tâm nhau thì có thể tình yêu này dễ rất là dễ tan vỡ nha. Những bạn nào yêu nhau như vậy, những bạn nào mà gọi là ngắt kết nói chia tay thì mình thấy là các uhm, bạn nên tập trung vào niềm vui của mình trước ở hiện tại ha và cái gì mà mình không nắm vững được kiểu như tình yêu mà mình không có thể gọi là kiểm soát được cảm xúc kiểm soát được kết quả thì tốt nhất mình thôi mình để cho nó sang một bên để mình tập trung vào cuộc sống của mình tập trung vào hạnh phúc của mình trước à, nếu có duyên quay trở về với nhau thì đó là cái người phù hoặc là cái người phù hợp và định mệnh nếu như hai bạn có sự thay đổi tốt dành cho nhau còn nếu họ không quay về thì họ chưa bao giờ là của bạn cả. Cho nên bạn không cần phải níu giữ hay gì hết. Cứ thả trôi ha. Nếu là của bạn sẽ quay về các bạn còn không phải là của bạn. Thì họ sẽ rời đi ha. Và để lại cho bạn cái bài học quý giá trong cái mối quan hệ này. Tuy nhiên mình thấy có thể cái sự rời đi này có khả năng là um, khá là cao ha bởi vì cái người mang năng lượng nam này họ bị tuột cảm xúc ừ. họ không có sự gọi là ý chí còn nếu như có thể là cảm xúc họ quay trở về hoặc họ lường, có thể cái người nam này họ cần có một cái khoảng thời gian để họ lắng động và tập trung hơn vào cuộc sống của mình trước ừ. họ còn thời gian để suy nghĩ trước ha cho nên là cái tình yêu này các bạn đừng có chờ đợi, đừng có kỳ vọng gì hết. cái người mang năng lượng nam này họ rất là bối rối hoặc là họ không có thời gian uh, cho quản thân của mình suy nghĩ về tình cảm này nữa. họ cần thời gian bình yên, tĩnh lặng và họ sẽ dẹp câu chuyện tình yêu sang một bên. cho nên các bạn nữ đừng có chờ đợi tới đâu hay tới đó. bây giờ mình xuôi theo dòng và tập trung vào cuộc sống của mình là tốt nhất. không có người này vẫn có người khác hoặc là tình yêu và chỉ là một cái Uh, một phần trong cuộc sống thôi Chứ nó không phải là tất cả Cung hoàng đào nó bật cho các bạn Hay là của bạn của người đó Sư tử ma kết Chim ngu Ở đây các bạn cũng có lá uh, The world nè Một số bạn các bạn đã bước sang Một cái chu kỳ mới Một cái hành trình mới rồi Cho nên là bạn không cần phải ngoáy lại tìm kiếm nữa Ừ, hãy cứ tiếp tục trên hành trình của mình nếu có duyên thì có thể các bạn sẽ có sự tương phùng còn không thì thôi à. một số bạn quen người nước ngoài sống hai quốc gia khác nhau còn những bạn nào mà gọi là đang yêu nhau thì có thể năng cái quan hệ này sẽ hoàn thành sẽ kết thúc tốt đẹp à, nếu như các bạn có sự trọn vẹn ừ. sông ngư nhân mã sự nữ và mình thấy mối quan hệ này nó cũng theo <laughs> theo chu kỳ quy luật tự nhiên thật là nó kiểu như nó cũng theo uh, kế hoạch thiên liêng của thần thánh các bạn chỉ cần xuôi theo dòng thôi chứ bạn không có kiểm soát được đâu w nhưng mà hãy biết rằng những kế hoạch của thần thánh luôn đưa bạn đến cái nơi phục vụ lợi ích cao nhất cho các bạn chứ không phải là đẩy bạn xuống vực thẳm nha f u k À, thường thì người ta sẽ trưởng thành sau khi người ta đã vấp ngã đó. Ừ. Chữ L X G T và B phở. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 3 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn.